đây thử hỏi xem là nhà này có đổ không, bởi vì là ta thấy hình như kia. Và đi đến sau thì phải chịu. Chưa dỡ nhà nó đến. Chào các bạn đã đến với công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Diên Hao, và tôi là Phạm Huấn đây ạ. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay thì Phạm Huấn sẽ đưa các bạn cùng đi tham quan một cái hệ dầm móng thép. Đây, các bác thợ đang tiến hành làm thép để chuẩn bị đổ móng. Đây là một cái hệ dầm móng thép với móng được ép cọc bê tông. Mỗi đài này là 3 đến 5 đầu cọc, sâu là 2 tầm 10 mét. Đấy, và hệ móng này thì là sắt thì được thiết kế là phi 20, 6 cây, 3 cây trên 3 cây dưới và 2 cây kẹp hông. Hệ dầm này thì là dầm được thiết kế là dầm 800. Đó. Các bạn quan sát những cái hệ đài móng này. Đấy. Những cái hệ đài móng này thì được thiết kế rất là kiên cố. Đấy. Như hệ đài này thì được ép là 4 đầu cọc. Phía tường chịu lực này là 3 và phía tường hành lang này một nữa là 4. Đấy, như các bạn quan sát. Hệ móng này thì được sắt này là sắt đài này là phi 14, sắt cột này là phi 14 và cột này là 20-20. Cột bê tông này là 20-20. Sắt đài này là sắt 8 trơn. Đấy. Đây là cái phần hành lang đây. Hành lang thì được đi một cái dầm nổi từ đầu đến cuối đây. Cái dầm nổi đi 4 cây. Đấy. Dầm 400, còn dưới này là cái dầm to này là dầm 800. Đấy, phần nửa trên thì ghép cốt pha, còn nửa dưới thì được xây kiên cố đây rồi. Như các bạn quan sát thấy. Đấy. Tổng diện tích của công trình này thì là 4 nhân với lại 20. Đấy. Chiều dài là 20 m, tương đối là dài. Và chiều rộng là 4 m. Và phần ô đầu tiên đây, như các bạn quan sát thì ô này là diện tích của phòng khách. Đấy. Diện tích của phòng khách, sau đó thì đến diện tích của khu vực cầu thang. Cầu thang xong thì đến diện tích của khu vực phòng ngủ. Đấy, và đằng sau cùng này là khu vực của vệ sinh và phòng ăn, là được thiết kế ở phía sau cùng. Như các bạn đang quan sát thấy trên màn hình. Một cái hệ dầm móng thép được thiết kế rất là kiên cố và chắc chắn. Dạ. Vâng. Vâng. Đấy, những cái đài móng được làm rất là chắc chắn. Các bạn quan sát. Hệ dầm móng thép rất là khủng luôn. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ cũng như là phối ghép thì các bạn có thể liên hệ. Đấy, các bạn quan sát tổng quan. Những cái đài móng này thì đài móng ở phía đầu được ép là 5 đầu cọc. Đấy. Đấy, ô đầu tiên này là ô của phòng khách đây. Ô thứ hai là cầu thang. Ô thứ ba là khu vực của phòng ngủ. Ô thứ tư là vệ sinh và ô cuối cùng là phòng ăn. Tổng diện tích là 2 x 4 là 8, 20 chiều sâu và 4 m chiều ngang là 80 m vuông. Một cái nhà ống tương đối là dài. Đấy, cho nên là được thiết kế cái móng này kiên cố và chắc chắn. Hệ cọc đây. Hệ cọc thì được ép cọc bê tông. Và đầu cọc thì được làm rất là chuẩn chỉ. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ, đấy, phối ghép thì có thể liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Như này là mất hơn